Quấy ông nhồi đấy. Bữa nay kiếm được mớ ốc nhồi này rất là ngon. Hôm nay sẽ làm món ốc chuối đậu. Đấy. Đấy, rất nhiều ốc. Ốc này cũng to phết đấy. Đấy. Sau khi ngâm trong nước để cho nó nhả sạch các cái dãi ra thì bây giờ sẽ sơ chế luộc luộc qua ốc này để nhẻ nó ra. Đấy, xong đó thì sẽ ướp gia vị và làm cái món ốc chuối đậu. Rồi. Bây giờ sẽ tiến hành rửa sạch và luộc ốc. Rồi, ok, đây là cái mỡ ốc mình đã mới rửa sạch xong. Chuẩn bị đi sẽ luộc sơ qua. Còn bên này là gia vị để chuẩn bị nấu món. Gồm có đây là tỏi này. Tỏi thì chỉ cần một củ này thôi. Đây tỏi đây. Đấy. Tỏi này. Nghệ này. Đấy. Một củ nghệ này là vừa rồi này. Chuối xanh. Đấy, ốc chuối thì phải có chuối rồi. Đấy, và tía tô. Lá lốt. Lá lốt mùa này nó hơi cằn cỗi, thôi cây nhà lá vườn có gì dùng đấy. Hành tươi này. Đây là hành lá này. Và rau mùi tàu. Đấy, rau mùi tàu. Thế là cũng gần đủ gia vị rồi. Thì thiếu món gì nữa nè. Bây giờ là đi luộc sơ qua cái ốc này. À, còn đậu nữa. Đây, gia vị không thể thiếu nữa. Đây, một thành phần nữa là đậu đậu phụ này. Đậu phụ này thì 3 bìa thôi. Đấy. Thêm một tí gia vị nữa, đấy là mẻ. Đấy. Có tí mẻ này vào thì mùi vị nó mới hấp dẫn lên được, nó dậy mùi. Cho ít ít thôi. Rồi, trông đã thành gần thành cái món ăn rồi đấy. Bây giờ bắt đầu tiến hành thôi. Luộc ốc trước. Phải có thêm cả ít thịt ba chỉ này, nhìn nó mới hấp dẫn này. Đấy. Đấy, đây rồi, sau khi cho ốc vào nồi. Cho ốc vào nồi thì bây giờ là tiến hành cho tí muối vào. Chắc phải cho tí muối vào cho nó gọi là đậm đà tí nước. Thế thôi. Đấy, cho tí muối này vào xong rồi thêm ít nước vào. Đổ thêm ít nước vào là luộc ốc thôi. Cho thêm ít nước vào. Nước phải cho nước luộc ốc cho ít ít thôi đúng không? Có thịt cho thịt dọi vào nữa là ngon lành. Này chỉ cần đun một tí nó sôi bắt là bắc xuống. Nào. Đấy, ốc sôi rồi này. Rồi, đổ ra. Cho đậu vào để rán vàng. Rán vàng thì... Rán cho đậu này vàng ươm giòn vào trộn với cả chuối. Chuối xanh. Ướp với nghệ. Dầu ăn, thế là ngon.
đậu cắt miếng nhỏ này, rán giòn nên nó mới ngon này. Chính ra cắt miếng nhỏ nữa nhìn mới hấp dẫn, nhưng mà thôi để như này là được rồi. Sau thời gian chờ đợi thì đậu đã chín vàng. Giờ là chuẩn bị tiến hành vớt ra để ướp với nghệ và trộn lẫn với cả chuối xanh. Chuối xanh cũng phải làm cắt miếng nhỏ, tùy từng nơi cắt con chì hoặc là thái miếng lát. Đậu rán và nở như này là nhìn là rất ngon này. Cắt miếng đậu bé mà bây giờ nó nở hết rồi này. Đấy. Này là vớt được rồi này. Vàng hết rồi này. Đấy. Rất hấp dẫn. Rồi, giờ vớt sang bát bên này. Rồi, bát bên này. Vớt đậu ra. Dạ. Vâng, chờ con tí. Đấy, có bát đậu ngon. Rồi, ok. Cái vàng vàng như gọi là cái xịa ốc à? Đây là cái xịa ốc rồi. Đấy. Ăn ngon lắm. Cho vào đây. Con ốc. Đập ốc ra xong rồi khêu. Cái này cứ nhảy thẳng thôi, cần gì phải ấy. Nhảy cái nào nó ra mà. Muốn đập đít thì nó mới ra được cái xịa chứ. Không đập đít thì sao? Ra được hết mà. Nhảy cái ra hết. Nó dính, người ta muốn đập thì nó mới ra thì lại đem. Đập luôn con khốn khổ. Còn lấy hội dấm này cho. Đấy. Bóc cái dọc gáy. Chẳng. Dọc gáy con ốc này. Có cái đường đất này. Đấy, cảm ơn. Cái đất đấy bỏ ra, bẩn. Đường đất này gáy. Tí nữa rửa xong rồi bóp dấm à. Bóp muối. Chiêu ngươi thật ạ. Nhớ nói con chuối chim. Chuối sống nhảy. Chuối này là cho tí giấm hoặc là mẻ này luôn. Tước sơ qua vỏ xong nó thì thái miếng. Cái này có nơi người ta thái con chì, ở nơi để thái vát này. Nhưng mà miếng vát này có vẻ hơi to. Con chim mà. Dám, anh thích để con chì sao? Một loại để một loại. Ngâm với cả nước giấm bỗng. Chua chua. Nước mẻ. Có giấm bỗng thì cho giấm bỗng, mà không thì cho mẻ. Rán lên. Gọi là đảo qua trên chảo. Thì làm nghệ nữa, làm ướp nữa. Ướp nghệ mà chiên sơ qua nên ướp nghệ chiên qua. Miếng chuối nó không bị nát. Xong rồi. Thêm một nải. Đây là chuối sau khi đã tước vỏ và ướp nghệ. Đấy. Thì nếu mà có thể cho tí dầu ăn vào đây ướp cũng được, không thì mình sẽ chiên qua nó đi một tí để cho cái miếng chuối nó săn lại và nó không bị nát khi mà nấu. Nó vẫn còn giữ nguyên được cái miếng chuối của nó. Đấy, bây giờ thì sẽ đi chiên qua một tí nhá. Chuối cho vào đây đem chiên qua một tí cho nó xe xe cái cạnh này. Xe cháy một chút. Đấy, để cho cái miếng chuối nó không bị nát.
mình sẽ đảo qua một chút cho nó cháy cháy cái cạnh này này. Đấy, để cái miếng chuối này nó sẽ săn lại. Đấy, ướp nghệ vào màu nó đẹp hẳn. Để xong rồi tí nữa sẽ cho cái chuối này với đậu trộn lẫn lên, xong nó là thành một cái món chuối đậu. Nhưng mà trước khi đấy thì mình phải đun cho chuối nó đun trước cho chuối nó nhừ hơn, sau nó đậu thì cho vào sau. Thế là chiên xong ít chuối bắc lên bếp. Bây giờ cái này là ốc, cho ít gia vị vào. Ướp mà nêm nếm cho nó vừa vào đây. Đây, nước nghệ ở đây. Cho ít nước nghệ vào. Ướp trong một lúc bây giờ cho ít tỏi vào đây để nước đây. Cho vào đây cho thịt ba chỉ vào. Không qua đâu nghỉ trước đấy. Củ tỏi đâu mới đây? Đâu? Củ tỏi chưa cao ấy. Đây này, tỏi với hành, rau tía tô với hành tươi, mùi tàu thái vào. Nào đi mua cái thớt khác, cái thớt này tan tành mất này. Được cái thớt miến bị vỡ nứt. Bạt để sơ chế thực phẩm cái thất rồi. Phi tỏi thơm để xào ốc. Thơm rồi đấy. Biết mũi rồi. Đấy, chuối với cả thịt bây giờ cũng đã bắt đầu sôi. Đấy, chuối ốc sôi. Bây giờ là còn đậu với ốc, tí nữa đấu hai cái này vào với nhau là thành một nồi rất là ngon. Cho gia vị vào là dùng được. Hấp dẫn. Chưa. Ốc này. Đấy, sau khi đấu vào với nhau ốc đậu thì là đã được một cái nồi này rất là ngon rồi. Đây này, phía dưới này là thịt ba chỉ này. Đấy,
đấy, ốc đây. Bây giờ cho nó nóng nóng lên là ăn được rồi. Đấy, lên hình được bát ốc chuối đậu rất ngon. Đấy. Xem ốc còn ngon không? Ốc đây. Mình sẽ cơm mọi người. Luôn. Không có cái này. Ừ, hôm nay các con ngoan cực kỳ luôn. Làm miếng ốc cho nó tưng bừng nè. Đây này. Tiến về ăn con ốc không? Làm miếng ốc cho tưng bừng. Ăn đi. Ăn đi. Chả ăn ốc đâu. Nó chìm hết nhỉ? Ngon, ốc này ăn giòn. Ngon như ốc nhồi. Ngon như ốc nấu chuối đậu. Ốc này ăn ngon như ốc nhồi. Ngon như là món nấu chuối đậu. Cái toàn thịt lên chả thịt lên chuối. Ăn kèm miếng đậu mới ngon. Ngon. Quay cho vùng. Một con đậu phụ. Cao phá thở. Đồ không chết đi nào. Con cầm đũa sao rồi? Bố quay ai ấy? Quay con đấy. Con đổ đũa tay đi. Ai cháu quay cháu. Hôm nay Tiến được điểm 10. Về Tiến ngoan cực. Ngoan cực. Lâu bàn lâu ghế chuẩn bị tết. Con có điểm 10 nữa. Con có 1 điểm 10 nữa. Mai bố mua cho con 1 điểm 10. Mua cho điểm 10 á. Bố mua cho con 1 điểm 10. Cô không cho anh con 1 điểm 10 nữa. Thế á?